trời đẹp quá. Nhờ. Ôi. Sao một phát là lên. Cảm giác nóng không biết sẽ xong ấy chứ. Ừ. Đúng kiểu của mọi người là em rất thích nhờ kiểu bay. Ừ. Đúng nhất thôi. Ừ. Cái kiểu mà sketch luôn là cái rất là nhanh sẽ phát. Xong rồi. Ừ. Thực ra để dự hình được như này có thể em mất 2 tiếng và chia ra bạn em. Không phải đúng người như vậy. Quá là quá. Trời, chết rồi, cười rút quá. Được. Thì cơ. Không. Đẹp quá. Sao con tao chọn màu nhanh thế cơ chứ trời ơi. Con mới rồi đi đây. Không phải đấy. Sau rồi lúc mà chú xong thì mình chạy như vậy. Không này có chú có rộng khoan rơi của bọn mình nữa. Em nghĩ là chị rồi. Đi một buổi này bằng kiểu một tuần hoặc một tháng chị đi chỗ các học câu nhận đấy. Sorry. Đẹp quá, em rất thích. Đúng tông màu em thích đó. Xanh lá cây cộng với xanh da trời cộng ít xám. Đúng tông màu em thích. Kiểu ấy, mình mà mình sẽ nhìn xem là cái màu ở trên kia nó là màu gì ấy, xong rồi copy hết đấy. Đúng rồi. Nhưng mà đấy kiểu không tức là mình khó thay đổi màu so với thực tế ấy. Mình cứ cố gắng bám theo ấy. Ừ. Còn họ là tùy sáng tác theo cái tông họ thích rồi. Mà nó đẹp hơn thực tế rất là nhiều. Nha nha. Khóc đây. Trời ơi, chú ơi. May quá, chính là phong cách em thích nữa. Kiểu người đầu tiên ấy, ra hóng là đã thế này rồi, sướng quá. Vì thực ra là mình hóng được những người là nhanh ấy. Ừ. Mà gì nhỉ? Chú ấy vẽ thế này, chú ấy Nhật định chứ? Vẽ cái gì nữa? Người Nhật. Ôi, công nhận đẹp nhỉ? Nhanh mà đẹp. Ông
vừa đứng tí đây. Bắt đầu 15 phút rồi. Không ạ, mới 10 phút. Mười phút. Tất cả những người đứng ở đây thì ông này vẽ đẹp nhất cháu. Vâng, đúng rồi ạ. Đúng rồi. Nhanh nhất. Cho đi một vòng. Ở bên kia có gì hot không? Đấy. Kiểu đấy mà mình đang bắt đầu ấy. Đấy là nét mọi người dự thì ban đầu nó cũng sẽ kiểu đa số là chậm thì nó chậm, còn rén như bên mình thôi. Nhưng mà đây mới là phong cách kiểu chứ có mẫu master đến. May quá, tại vì chị không được đi về cái workshop mà. À, thế nên là thì đấy kiểu được xem cái này thôi. Yeah. À, xong rồi còn để những cái ô trống ấy, những cái khoảng trống ấy kìa. À đúng rồi chị ơi. Nếu không có những khoảng đấy mất phép ý. Đấy, nhưng mà kiểu thôi chết mình tưởng dễ nhưng mà không hề dễ tí nào. Yeah, yeah, yeah. Thế nhảy về mọi người đến giờ thế quá. Cái clip này chắc chắn chị sẽ phải xóa tiếng đi. Cái này không vẽ thật ý nhỉ? Hả? Không vẽ thật ý. Ừ, thật đi chứ. Đi học một hồi là có thời gian mà vẽ cái gì nữa. Coi như chị vẽ thật là nhanh thì trong một tiếng chị đã mất rất nhiều thứ. Tức là ý là nếu mà chị ngồi vẽ thì chị vẽ được rất nhanh, thì trong một tiếng đấy mình tập trung vẽ thì mình cũng chẳng ngắm được ai hết. Ừ. Nhớ tắt tiếng. À quên, tức là xóa tiếng đi. Thay bằng còn... nhạc. Ừ. Nhạc nhẽo hay gì đấy. Chứ chắc chắn là kiểu đấy không để nào để tiếng như này được rồi. Tan gân có mức. I have this one. Do you need it? Sorry. You can put water on it. You need it. Maybe I will just use ink, so I won't need it. Yeah. I'll give you back. Okay. Yeah. Thank you. Tiện nhá. May quá. You need some more water? No. Okay. Oh. Chưa gì đã rồi thì á. Không rồi cái này. Thằng này không sao đâu. Đến qua ta. If you walk around the area today, I mean the old quarter, you will find out of the wood like this. Yeah, so we have an event like sketch walk. Oh, okay. Yeah. Oh, cool. Are you stealing cat? Yeah. So you're lucky. No. Thank you. Enjoy your day. Thank you. Walk around. Wow. Oh, xịn quá. Em biết cái cách mà họ làm cho một nét bút có 2 đến 3 màu ấy. Ừ. Nhưng khi mình làm nó vẫn cứ bệt vào nhau chứ nó không kiểu... Làm kiểu gì vậy? Thì họ phân màu, tức là pha 2 màu cùng một lúc và sau thì lướt bút qua cả 2 màu và đi. Thì nó sẽ được, ví dụ như là mảng xám và mảng xanh như kia nó là trong một nét bút có 2 màu chẳng hạn. Nhưng mà mình làm thì nó không được như thế. Công nhận ấy. Biết thấy người ta làm, thấy người ta làm cứ dễ dàng nhưng mà thật sự chả thấy dễ dàng lắm. Có những ông cũng phải phát trước, có những ông không phát. Ông này ông chơi chú màu này thì chú ấy phát. Chú chơi màu luôn đấy hả? Thì á? Màu luôn như cái ông của mình thì không ổn. Ông ấy không, nó hơi nhòa quá. Ông gì nhà mình đấy, Việt. Vâng. Không, nhưng mà chú đấy thì mình không thích nét lắm. nó hơi kiểu như nó hơi... Nó hơi bệt và nó là... kiểu nó hơi ẩu, kiểu ào ào. Ông không vẽ phát, ông đá ngay. Em với cả hình như là dùng giấy kiểu gì mà thấy nó cũng bệt đúng bệt rồi. Tùy giấy. Giấy kém lắm. Vâng. Nói chung không phải là phong cách mà em thích. Ở đây nhìn phát thích luôn nhỉ? Thích luôn. Ơi, chú này... Nhìn sketch là biết chắc chắn là màu đẹp rồi. Ok. Sketch cũng mất 5 phút. Chú có biết thầy tới không? Có. Thì cực kỳ giống phong cách dựng của thầy tới và phong cách lên màu cực kỳ giống luôn. Hôm nay thầy ở nhóm nhóm 8 hay anh nhóm 6 gì đấy. Thật khỏi nhóm mình. Không, nhưng mà cũng xem một thì cũng biết coi như là biết mấy người cùng phong cách rồi. Mình được xem này là may mắn. Công nhận. Nhưng mà như thế nó lại bắt không quá đà. Nơi nào nhốt rồi.
tại vì mình chỉ che được cho một người ấy, không người nào mà che được hết ấy, thì nó sẽ hơi nó hơi ngại ấy. Nên là tôi thỉnh thoảng đá đi vào nhập nội tí. Thế này là thế này, ở khi xem những người có cách nhà nhá, chị sẽ luôn cảm thấy là giai đoạn này vẫn là sẽ ghét, nhưng đùng một cái họ kết thúc, tức là đùng một cái là kết thúc và nó đẹp luôn ý. Còn trông thì có vẻ phóc phác thôi nhưng mà thực ra rất là xinh quá đi. Chị cũng từng vẽ màu nhưng ít thôi đúng không? Tại vì em nhìn mấy bức thì toàn là dạo này toàn vẽ ấy thôi, toàn vẽ mực thôi, chẳng màu nữa được rồi. Màu chị vẽ mấy cái nhỏ nhỏ ấy. Thực ra thì cũng tốt, bởi vì khi mà mình đã chắc, rất là chắc hình rồi thì mình chạy lên màu sau cũng được. Tại vì màu bị đau đầu ấy. Sketch nó đau đầu. Ok. Tôi kiểu chưa màu. Ước gì có người dựng cho em, sau đó em chỉ việc lên màu ấy. Chúng ta chắc là nên kết hợp. Kiểu bình thường chị vẽ thì đây là mấy cái này thì mất khoảng độ. Chị nhìn thấy bác lâu lâu kia không? Thì là bác ý chính là người mà sketch không cần lên bút chì. Không, thực ra là trông nó khá dễ thương, nó kiểu nó nhẹ nhàng ấy, nó đáng yêu ấy. Chắc là sau người ta sẽ thêm nét sau. Nhưng mà không có cái gì ở trên đấy mà vẽ màu thì chịu ấy. Không thể nào hiểu là tại sao có thể vẽ được. Tranh thủ chụp bé cháu. Sẵn là sáng quá. Không, vừa qua nhập nhở hết cái màu. Trời ơi là trời. Đây nhá, ví dụ như là bình thường Việt Nam mình sẽ có sự tươi tắn như kia. Như kia cũng đẹp nhưng mà em thích nó trầm trầm như này không? Học tập. Nó là tông sáng tác rồi, không phải tông hai. Cái màu thật là xinh. Xong rồi còn nhìn có rất là có cảm giác là mùa thu nhá. Mặc dù nó chẳng thu tí nào. Hình thật. Wow, lại còn tạo ánh sáng nữa thôi. Quả này tôi chịu rồi. Trời mây này mà bác còn tạo được ánh sáng. Cái khoản ánh sáng giả này là chị chịu vậy. Nhìn thực tế rồi không được nữa. Dùng cái hôm mà mình đi quay chỗ giảng võ ấy, chấm nguyên liệu B2 giảng võ. Hôm đấy nắng đẹp vãi. Sau đấy cùng mình trông vẫn như tả ngày ông vui như thế này. Mất cả nắng.
Tại vì nó cũng có đứng im đâu, nó có đứng im đấy mãi, có khi mình còn chết được. Em không biết là em kể cho chị chưa, nhưng mà cái hôm đấy lúc đầu mình vẽ thì nắng nó chết như này. Sau đó đến cuối ngày khi mọi người vẽ hết rồi thì nắng nó chết như này. Ok. Và em đã kết hợp cả hai chiều ánh sáng để trông chạy như trông nó kiểu thật là ngu si. Ok. Mình quên mất là mình phải giả lập, chứ không thể chạy theo thời khắc.